Anh em thì hôm nay vốn mình đang có 8B, thì do là có nhiều bạn nói mình rằng nó là nó có sự kiện này nó có ngon không. Đây, sự kiện 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, nó hoàn trả nhiệm vụ lên tới đó 668 triệu đồng. Nó diễn ra từ ngày 28 tháng 4 đến ngày mùng 2 tháng 5 nhé bạn ơi. Đấy thì các bạn nhấn tham gia ngay thì nó sẽ ra đây. Đấy thì lúc này mình đã chơi rồi anh em ơi, mình đã chơi rồi, mình chơi nổ hũ và mình vốn mình đan đầu là 10 mê đấy anh em, 10 mê anh em ơi, 10 mê, nhưng mà mình lỗ rồi, mình lỗ nha, mình thua lỗ nha. Mình chơi game Thụy Hữ nhưng mình quyết định quay anh em luôn, đó là nó hoàn trả như này các bạn này. Các bạn đầu tiên ở đây là nhiệm vụ, các bạn nhấn tham gia nhiệm vụ thì các bạn nhấn đây nhiệm vụ là tham gia Thụy Hữ thì các bạn nhận, mình nhận được như thế này. Nhưng mà không may các bạn ạ, mình hoàn, khi mình nhấn vào cái này được là đã hoàn thành ấy, các bạn biết được bao nhiêu, được 120.000. Đấy, nếu mình thắng ở đây thì ngon, nếu mình thắng khi đánh trò chơi Thụy Hữ này thì ngon, nhưng mà mình thua anh em ạ. Đấy, nhưng mà cả cái hay nó là có sự kiện hoàn trả nạp này. Mình lúc này ấy, mình được lên đó là 12 mê, là mình hoàn trả được đó là 1 triệu mấy ấy, với 100 mấy từ trước đó mình là 1 triệu mấy, nhưng mà chung cuộc bây giờ mình vẫn thua. Đấy, tính ra vốn mình chỉ có 10 mê thôi anh em ơi, nhưng mà bây giờ mình vẫn thua anh em ạ. Đấy thôi thì bây giờ thua như vậy thôi, mình ra chơi thì chịu đi, chịu thôi anh em ạ. Vốn mình 10 mê mà, thì bây giờ mình sẽ gọi là phải thắng đấy đã thì tính sau, ngày mai mình còn hoàn được hoàn trả nạp cho cái các kiểu nào mà. Trời ơi, lại thua nó kìa. Nó đen lắm anh em ơi, không thể nói trước điều gì được đâu. Có thể hôm nay mình thắng nhưng mà ngày mai mình thua điều rất bình thường. Nhưng mà có thể ngày hôm nay mình thua nhưng mà ngày mai mình thắng là điều rất bình thường anh em ạ. Không thể nói trước điều gì được. Hên xui thì ăn thì gọi là gáy thôi, còn xui thì phải chấp nhận. Chứ bởi ghế bên xui làm sao biết trước điều gì được. Có thể ngày hôm nay mình ăn to, ăn bự, nhưng mà ngày mai có thể mình thua hết, là điều quá bình thường luôn anh em ạ. Cái hên xui này anh em phải chấp nhận điều đó từ trước rồi. Đấy đã, thua còn 3 mê nữa anh em ơi. Đen thế chịu rồi. Ngon này. Thôi đánh ván 1 mê thôi, đeo dám đánh to như vậy đâu. May pha nó chưa đánh to, may 2 ván này đánh nhỏ lại chứ anh em ạ. Không mà cứ cố gắng đánh to, lúc này thua hết rồi đấy. Đó gọi là hên đấy anh em. Hên đấy. Bởi lúc này giờ mình cố gắng đánh 2 mê thì mình bây giờ không còn vốn nào mà chơi đâu. Đấy, lên này 5 mê này ngon chưa. Má 3 nó ra 2 anh em kìa, nó đen thế chứ. Nên quan trọng nhất đó là phải hên anh em ạ. Bây giờ đéo hên là đéo có cách đéo gì thắng nó rồi. Có đi 10 mê đấy em, 10 mê đấy. Có đi 10 mê anh em ơi. Má chuồn nó về một chuỗi kìa. Nó bích nó đéo về. Cay như vậy chứ. Nó bích nó đéo về rồi thật anh em ạ. Bích nó đéo về ấy. Mà chuồn nó lại về. Đây rồi. Trên luôn đi. Má nó kìa. Đây rồi. Đây rồi anh em ơi. 8 mê lại nha. Nhưng mà bây giờ thua hết lại đều rất bình thường anh em ơi. Vốn mình 10 mê mà. Ít ra bây giờ mình phải thắng 2 đến 3 mê mình mới nghỉ nha. Bởi vốn mình ban đầu bao nhiêu anh em ơi? Vốn mình ban đầu 10 mê mà. Chơi phải có ăn nhá. Chơi mà hòa vốn này chơi làm đéo gì. Đúng không? Chơi nạp vào phải thắng nha anh em. Đó là bây giờ hòa vốn này này. 2 mê. Tính ra lúc này các bạn nói mình rằng sao được hoàn trả từ gần tới 2 mê mình không rút luôn đi. Không, nó cũng cho rút đấy anh em ạ. Anh em phải đánh tổng cược đó là gấp 10 lần số vốn anh em. Là ví dụ anh em nạp vào 10 mê đúng không? Thì anh em phải gấp 10 lần số vốn anh em. Ví dụ 10 mê anh em phải nạp, phải đánh tổng cược đó là 100 mê thì bạn mới rút được. Lúc này giờ mình chắc chắn là hơn 100 mê đấy. Nhưng mà bây giờ quan trọng là mình có ăn được nó lên không để mà rút không. Đó cái điều quan trọng anh em ạ. Cái điều quan trọng nó như vậy đấy. Nhưng bây giờ mình quan trọng mình có ăn được lên nó không để rút không anh em ạ. Nếu nó cho ăn lên được thì ngon thôi, trường nó không cho ăn được thì chịu thôi. Bởi game in xui mà biết thế nào trước được. Mình ăn được thì mình gáy thôi à. Không ăn được thì chịu thôi. Bởi game in xui có thắng có thua. Má nó, mình đéo đánh chuồn nó là về chuồn anh em kìa. Cay không anh em, hay cay chứ. Cay chứ anh em. Không đánh chuồn nó là về chuồn. Không đánh bích nó là về bích. Đấy, thua lại đấy anh em.
Em thấy không? Nhanh không? Game này nó nhanh lắm anh em. Có thể lúc đấy là anh em thắng lại, sau đó em thua lại điều rất bình thường à. Em thấy không? Không hề dễ ăn nó đâu. Nếu mà dễ ăn thì lúc nãy giờ mình đã ăn nó lâu rồi, từ lâu rồi anh em, từ lâu rồi. Đây ngon này. Lên 12 lại này. Lên 12 mê là nghĩ là ngon anh em nhỉ. Lúc này mình lên được 11 mê mấy lại đấy. Nhưng mà sau đó nó xuống lại anh em ạ. Ngon này. May là mình đánh vào đánh rô đấy. Rô ra rô luôn, mới căng nhé anh em. Anh em đừng nghĩ nói là cái này mới về thì nghĩ là nó không về nữa. Không có gì là không thể đâu anh em. Có thể chuồn một nó về một chuỗi luôn. Nhưng mà có thể một chuỗi nó không hề về ván nào luôn. Nhưng mà nó như vậy đấy anh em ạ. Có thể 4-5 lần anh em về liên tiếp chuồn. Nhưng mà có thể 2-3 lần tiếp theo nó không hề về một ván chuồn nào luôn. Game nó như vậy đấy anh em. Đây này, gần lên được rồi này. Trời ơi, nó lại xuống lại kìa, cay thế. Đây ngon này. Đấy, lên 12 mê rồi, tôi nghĩ thôi. Đánh thể xỉu mà, nhưng mà ra con game này nó hên hơn anh em. Tốt nhất nhưng nghĩ thôi. Không nên chơi nó, chơi là lỡ mai tí thua lại sao. Đúng không? Nghĩ anh em ạ, nghĩ nha. Thôi, video kết thúc nha. Bye anh em.